Thưa quý vị, dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ tăng cao. Công tác phòng ngừa dịch bệnh bùng phát đang được các ngành chức năng trong thành phố quan tâm. Phường An Thới, quận Bình Thủy là nơi có số ca mắc sốt xuất huyết cao, có 24 ca trong số 35 ca toàn quận. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, Ban giám hiệu trường tiểu học An Thới 2 luôn quan tâm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng ngày thì vệ sinh lớp học, phòng học phải luôn là thông thoáng, sạch sẽ, cũng như là khuôn viên nhà trường phải luôn luôn thông thoáng và sạch sẽ. Ở mỗi lớp thì có chuẩn bị một cái bình xịt muỗi. Các cái phòng học thì hàng ngày phải mở cửa sổ cho nó thông thoáng. Với mục tiêu không để bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh trong trường học, các trường mầm non, mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết bằng việc cho trẻ ngủ mùng, kết hợp phun thuốc diệt muỗi, làm sạch nơi ăn ở, ngủ của học sinh và thực hiện ăn dính uống sôi. Khi bé mà sốt thì sẽ đưa lên là y tế và đo nhiệt kế cho bé và điện cho phụ huynh vô rước bé về để mà theo dõi sức khỏe của bé. Thường xuyên là tổng vệ sinh, rồi xịt muỗi trong các cái kệ góc lớp để tạo cái môi trường an toàn. Đồng thời nhất là cái đặc biệt là trong cái thời điểm hàng năm cũng như đặc biệt là thời điểm này là chúng tôi cho trẻ ngủ mùng. Buổi trưa khi cháu học bán trú ở đây là được ngủ mùng. Bên cạnh đó, các trường còn phối hợp với phụ huynh trong việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết mà cơ bản là diệt muỗi, diệt lăng quăng. Đối với các cái trường mầm non và các trường tiểu học thì chúng tôi thực hiện cái việc mà phát các cái tờ rơi đến phụ huynh, đồng thời thì thông qua cái Zalo và qua cái cổng thông tin điện tử của các nhà trường thì chúng tôi gửi các cái tờ tuyên truyền về phòng chống dịch sốt xuất huyết để phụ huynh được biết cùng phối hợp với nhà trường trong cái việc thực hiện để đảm bảo cái an toàn sức khỏe cho các em. Tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và sẽ còn tăng mạnh trong mùa mưa. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho học sinh cùng với sự nỗ lực của nhà trường, thì phụ huynh cần thực hiện các khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết tại gia đình và khu dân cư đang sinh sống.